Chả thấy đâu. Minh ơi. Ôi trời ơi, làm gì đấy? Ôi trời ơi. Làm cái gì kia? Đã bảo dặn rồi, đã bảo nó dặn điện thoại là cửa vẫn mở như đóng. Đã bảo cứ thế vào cứ gọi là bố đấy cả hơi vậy. Thì gọi vào, gọi chứ không phải nhớ cổ chó nó cắn chết à? Hôm nay là cho món ốc ốc nướng mò mò với lại nhái nhá. Thế sao? Hôm nay là đặc sản đấy. Quý thì đây nhìn hộp này. Úi giời. Mặt còn nghề phết đấy. Nghề chưa? Quá nghề. Lấy đâu ra ốc mà đái khách nữa? Đầy một thuyền cái rồi kìa. Úi giời. Để tôi mò từ sáng đấy. Hả? Anh có biết chèo thuyền không? Hả? Anh biết chèo thuyền không? Thuyền á? Cái ốc ở đây chắc không tăng trọng đâu nhỉ. Ôi trời, hơi ác nhỉ. Được đấy nhỉ, diện phết. Hả? Anh diện phết đấy. Anh mặc quần chun hay là mặc quần giải rút? Em cứ nghĩ những người bụng bẹo ra như anh ấy kia là không bơi được. Ra là câu này lẫn này, lẫn lắm rồi, coi như vậy là lội ao lội suối của bố này mới là chuyên nghiệp thế này. Sáng nay đi quên không được một xịt. Anh thử lên thuyền anh chèo. Mẹ Xuân Hinh chim đang sun nhỉ. Lên ốc cái này. Bây giờ sáng đến giờ đấy. Không, còn ở bên nhà còn bao nhiêu cái thứ thằng ấy nó về ấy. Rồi, mò rõ quá. Còn cả nhái, hôm nay làm món nhái nữa nhá. Nhái gì, nhái ôm măng à? Nhái nướng hay vũ nữ chân dài anh được. Nhóm kiểu ấy ấy. Quả thân. Khoe body. Được đấy. Quả thân. Quả đi 60 còn quả đi. Ba múi luôn. Hả? Ba múi. Rõ ràng. Thế à? Hai múi trên, múi dưới. Thế quá được. Không dám hở, chỉ dám mặc kín thế này thôi chứ mà hở ra nó cũng không được đẹp. Mặc cái này như hở rồi. Thế á? Như hở rồi. Cái này mới là mốt bây giờ. Tới ông đóng bố đất thạch xanh không? Ông bố đất bố. Đất bố mà để cho nó. Hả được không? Chuẩn. Bây giờ người ta đang tò mò về xem người Xuân Hinh thế nào đúng không? Hôm nay lại khoe đúng rồi này. Nhưng mà rồi, người thì vẫn được nhưng mà cái trí nhớ thì bây giờ là dở hơi. Cứ cái tháng này phải đến 4-5 lần cứ đi ra vội sáng uống cà phê lại quên mà còn xịt. Hôm nay thì... Thôi không phải khoe. Anh nói là được rồi, xin đê mồm được rồi. Xin mồm. Thế xong rồi sang là tự diễn biến là tự làm nhá. Đấy là tấm lòng của khách đấy. Chỉ có thế thôi, nhà tôi ở trên này thì chỉ có thế thôi. Đó, vớt lên bắt về khách đến là tự làm. Bây giờ thì nhà thì đi vào thấy ngoái nhất nhiều đúng không? Thì sắp tới thì hát cái bài cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu sắp bàn giao. anh thử chèo đi, em chưa tin. Đẹp quá. Ôi trời ơi. Mì ơi. Hả? Hàng xóm đây, tao hàng xóm. Cô Huyền với. Ô đi tưởng đi Quảng Nam mà. Đây trước khi Quảng Nam phải sang thăm bác xem con ốc ếch như nào. Đây đâu có ếch đây hả? Trưa nay bác định cho mọi người ăn gì đấy? Hôm nay chiêu đãi hàng xóm ấy, cả thanh hiền rồi. Bông mai bông biết chả biết đi đâu, nhà tôi quanh quẩn đây toàn phát hình. Thấy bông mai lên rồi ấy. Chúng tôi đi đi. Lên rồi. Tí hơi to nhá. Ra sao mày xong đi nào đâu? Đây. Tình hình tí hơi to. Thì cứ phải thoát bụng rồi cho nó. Đấy. Anh ngồi về phía sau thế anh ạ. Mấy chục năm rồi, ngày xưa thì mơ giỏi. Chính cái này thuyền làm thuyền lan thì... Điều lắm. Chậm như đi trên sàn cao quát đấy. Ngồi rằng là ngồi tựa. Là ngôi tựa có ngã mạn thuyền ấy, mấy đêm là đêm mi hôm qua. Chưa? Nhưng mà anh phải ngồi trên mạng cơ. Anh ngồi trên mạng thuyền á. Thì anh hát câu đấy nó mới giống.
Mày cứ thử xuống mày ngồi và giữ xem mày có ngồi nổi không. Chứ đơn nói chuyện bơi. Cái này có phải chuyện đơn giản đâu đúng không? Đúng rồi. Chứ còn vừa đánh cá xong còn hai anh em hát một câu quan họ đi, hát đối đi cho nó giống. Đúng rồi, chuẩn luôn. Ừ, câu quan họ đi cho nó giống. Anh ở dưới thuyền vào trên này hát đối nhau đi. Về là có ai xuôi về cho tôi nhắn đi, cho tôi gửi bên này nhờ về nhắn cùng là cùng chị hai xuống đi. Này cũng có ngã xuống thuyền là xuống cành thuyền thì nghĩ sao là tôi tiếc công tôi ngày ngày ra đứng mũi là đứng mũi là bên nay ngã chịu sao là chỉ rằng huyền ơi là tôi có quản bao nhọc nhằn lên đi thắt nghi nghi bây giờ đã vậy nghi này cũng có ngã xuống thuyền là xuống thuyền rắn xuôi à đông là dù có yêu nhau là thì quên mẹ rồi. Thế là quá dài. Tự nhiên đang ngồi bảo người ta hát đang ngồi ngủ hơi anh nhớ rồi liền liền anh là lá hay nhỉ, vẫn hay nhỉ, hay ổn việc. Anh đi đó là đó ai hồi mưa, anh đó lắng mà tai nghe, lắng tai mà nghe tiếng hát nè. À ngã dù ơi, à ngã dù ngày thời tiếng hát mà cũng hay rồi. Tang ngô tình tang tang tình ơi nên tôi phải thời tôi phải bước chân xuống đò là ơi à là thì đó quyết lại con đò sang đây mở đò đói rồi. Về bên nhà mà nướng nhá. Tao đứng sẽ đứng cho chúng mày xem. Tao nhìn cái nào. Đấy, đẹp. Đứng nhá. Đứng nhá. Lên như lên lên bạc. Thôi rồi, chúng mày chỉ nghĩ đến ăn là thế nào nhỉ? Chả mời em lên đây để ăn. Không mời ăn. Ăn dân gian đấy, nhưng mà tao cái đây chúng mày nói chuyện về ăn là cháu chẳng có lời gì. Thèm hết cái lọ đi, thèm đến cái kia mà tao cả cuộc đời vất vả đây mà cũng chả bao giờ nghĩ đến ăn. Bây giờ người ta chuyển thành chơi là chính chứ ngoài ta đi ăn đâu. Thế cho nên là hôm nay là xác định là chỉ có mấy nhái thôi. Nhà có cái cổng vòm đẹp thế. Anh đi tự uấn nhá. Đúng rồi. Tự uấn luôn. Khéo tay thế cả. Hả? Hoa dâm bụt đấy. Hoa dâm bụt. À, thảo nào vô thức uấn trồng hoa dâm bụt. Hoa dâm bụt kết hợp hoa giấy trắng đây này.
dòng cái này là cây cối nó tự nhiên đỡ khỏi trông. Đấy, mà dòng hoa 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 thế thì chỉ đọc sợ các bố ấy bê mình lại mất ngủ. Các chúng mày cái điện thoại quay suốt ngày rồi. Xong rồi là kéo này cạnh này. Anh có cái sim à? Sim. Những đồi hoa sim môi, những đồi hoa sim đêm. Ừ. Nhà tôi là toàn cây ấy thôi. Đấy, thế còn hôm nào mà rời mà ấy cái cứ kéo đấy cái thế là thường thường là thế này. Chẳng phải thế mà thế này. Ông du cái đâm đầu ra suối đấy. Trông như là... trông như cụ xích ấy, cô xích ấy nhỉ. Đi vào nhà. Vần nấu nướng đi. Đi vào đi vào chế biến đi. Đây là cái suối nó quấn vào nhà này. Ừ, thế còn đây cái ao đây. Hai cái ao. Tôi cứ thích nước. Cái nước này thì cá với nước thì nó sinh khí nó tốt. Vì nước non chứ còn ở sát núi thì nó khô, rắn rết nó ra nhiều. Còn cá mú thế này thì ếch nhái nó kêu, ốc ngoé nó kêu thì mình nó sinh rất nhiều chuyện. Cứ nằm ngủ mà ếch nó kêu thì lắm chuyện lắm. Đúng không? Thấy dễ che này đẹp không? Xong rồi ít bữa hát. Ai đứng như bóng dừa, tóc dài bay trong gió. Liên quan thì đến tre, liên quan thì dừa với tre chả liên quan. Là con gái qua bên tre, lại nhớ tóc ai dài. Tóc dài không? Quá dài. Cái đầm ta bắt kìa, cầm đang kia. Đấy, hoa đây kìa. Đây hoa toàn. Mẫu đơn. Ồ, từ dòng từ ngày xưa nhá. Nhưng mà cái này phải có nắng nó mới ra được. Còn cái này là người ta cũng cho đấy, dòng bao năm rồi mà nó vẫn như thế này, chán luôn mẹ. Để ổi như này, em ơi, treo lên mà ngắt. Ổi này ngon thế đấy. Ngon đấy nhưng mà cái mùa này lên mít mới ổi nhiều lắm nhưng mà nó không ra quả. Cái đầm đấy, để tí. Bình tĩnh nha. Mẹ cắn cổ ổi rắn quá. Răng có vấn đề rồi. Chỗ này đầm uống sữa. Răng kém rồi. Phải tóm cổ nó sau vặt bên dưới cái. Thế thì mấy cái bà làm ở đây là hết mẹ nghề. Anh phải đổi cái nón xong bịt cái khẩu trang mà. Trông à? Giống. Người giống mấy con mấy cái mẹ đấy. Đấy cắt đấy, đấy. Cho nên chưa cắt đêm phát chứ hiểu. Đơn giản đâu. Đấy làm tí đây. Rồi xong ơi, chết đi. Mày lên đây mấy con mẹ mà cắt cái này chết luôn. Này. Nhìn thế là biết cắt được không? Nhìn này là có nghề rồi. Có nghề không? Đấy cái này nhá xong rồi. Cắt ít lá lốt luôn để tí mang vào ăn nhái. Đấy, cắt đấy. Đấy, không vào tay nhá. Đó vào chân này anh ơi. Hả? Con điên thì thế mày cầu nguyện thì tao cắt vào chân. Cắt luôn ra ngoài cổng đi. Để lối đi cho nó luôn. Anh làm một cua ra tận cổng kia chưa? Thế mới biết là nghề cao phết đấy. Nghề cao chưa? Ừ. Đừng đùa với nhà chùa. Đừng có đùa với nhà chùa. Cái này xong vứt xuống đây. Cá tiếc là chỉ có ăn cỏ không thì không có gì. Đúng, cụ cho nó xuống lên dưới cho nó chuyên ăn không? Tí. Đấy. Cá phải thử cái ăn cái uống gì. Chú ơi, giờ này chú diễn hài sao nhỉ? Hả? Nghỉ diễn hài sao? Về hưu lâu rồi. Tao diễn theo cơn. Không diễn đóng ấy nhỉ. Nhưng mà chỉ thích xem cơn chửi thôi. Chúng mày điên à? Sao điên? Ai gì mà chửi? Mày thích chửi với cái chọc vào tổ kiến lửa đấy. Đi ra. Nhà tao một vườn lá út. Đây này, đây là các cây rừng. Các cây trúc quý này. Tất cả nó không trồng cỏ rồi mà trồng lá nút. Ở đây tự nó mọc cái chứ, đây là đốt này. Bán đinh lăng lấy tiền nữa. Đinh lăng kìa, một vườn đinh lăng. Con lá lấy tiền. Đinh lăng cái gì đấy. Con lá. Ừ. Thế là cái này là tháng cũng cứ bán lằng nhằng đấy cũng được dăm số triệu. Một cướp là dăm số triệu. Thế đâu còn bán nhiều thứ như mày hâm à? Bán cả người. Bán cả người đi. Hôm nào điên bán dâm. anh bán dâm giờ nhiều ai mua? Hả? Có người mua. Mua đấy chẳng mua cho nó đòi đổi đất. Nói chung là sữa để hết. Sữa hết rồi còn phải trả thêm nó tiền đấy chứ bán được. Sữa thì hết rồi còn tí nhựa cũng chả bán được. Bán xong là mình chết thôi. Thế thôi. Đây là cái này Thịnh biết là cây gì không? Em biết cây gì không? Cây này không ai có.
cây cây thấy lạ. Cây thấy lạ. Cái lỗ gì mà to đi kìa. Đấy, tự nhiên nhá, tự nhiên nó phành ra này. Đấy, thế này. Ngày xưa nó chưa có, về đây tự dưng nó có. Ừ. Ngày xưa là rồng từ ngày xưa nó không có. Đấy, thế tự dưng bây giờ đấy, tự tay cắt nhá. Làm gì có ai có cái cây này. Đúng không? Trong nó còn cái gì nó lòi ra nữa. Đấy. À, ừ đấy, có cả cái ý. Đấy. Lõi nó tuyệt vời. Mày quay cái này mày thấy lạ không? À, cây này gọi là cây gì? Là cây gì? Cây cái. Hả? Cây cái. Là cây cây. Cây cái. Tao là tôn vinh giống cái. Cái gì có chữ cái là tao thích. Đường cái, đũa cái, vợ cái, con cột. Cây cái. Thì mình là mẫu hệ cái gì là cái. Còn cái giống được không làm gì nhá. Chúng mày không làm gì đâu, giờ vớ vẩn thôi. À, cây cái, đũa cái, cột cái. Nàng về nuôi cái cùng con, còn anh đi chảy nước non cho mình. Ai quá. Đúng, đúng không? Chưa thế cho nên là người phụ nữ rất quan trọng. Vâng. Thế tự dưng đấy, đây này. Vì ta tôn trọng cái giống cái cho nên ta tôn trọng. Ta yêu mến cái giống cái, tự dưng về nhà nó phanh bố là anh cắt bớt mấy cái xung quanh. Này, ừ. Mà dáng cái cây này cũng... Cây này à. Nó chết cây, cắt hết cái bọn xung quanh. Thế cắn thế là cháy gọi nhắn đi chùi à? Ừ, nhắn chứ. Chúng mày quay làm gì đấy? Để tao chờ tao tí. Ông ơi tao. Cái này cái thiên tế đấy, cũng có một người tặng đấy. Mà xong hôm ấy trở về cái này là cái cành này nó to, xong rồi không cho được bà. Anh đứng lưng trâu cho giống Đinh Bộ Lĩnh. Người ta cưới hổ mình cưới trâu. Đứng lên xong một chân dẫm lên đầu kìa. Đứng lên em mới đẹp. Đứng lên. Không. Thôi ngồi. Ngồi em đi bộ lưng nó đứng lên lưng rồi. Không. Ngồi đứng về này. Cụ cầm này. Nói đúng bài. Đi chăn bò. À cái gì ngồi chân trâu nhỉ? Các bạn ta vào ta ngắt cho mấy quả sung nhá. Ăn tí sung đi. Hả? Tí uống rượu cho nó ngon. Ăn sung chát, ăn đào là chua. Hả? Ôi, cây cao thế nhỉ? Vặt ra cụ vứt vào mũ em đỡ nhá. Rồi em gái xè váy ra để hứng. Em đi. Người ông bộ vẽ. Ông bộ vẽ, ôi đâu đâu? Nó, mà động vào nó thì chỉ có phải đi viện. Tí chết. Tí chết, hiểu không? Qua được. Được không? Không ý nữa chụp ảnh thế này. Đứng thế tờ dáng. Đấy. Cái quả kia đắt lắm. Đôi đám cưới là chụp ảnh thế này. Cái quả ở đâu anh nhỉ? Quả vải ốc này 400-500 nghìn một cân đấy. Đâu? Đấy 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 đấy, đấy bên đây đâu trước mặt anh nhỉ? Đây đấy. 400-500 ngàn một cân. 400-500 ngàn một cân thu mua. Đấy. Nhà tôi là rất nhiều nhá. Chú ấy bảo 400-500 ngàn chỉ lấy 150 thôi. Cứ lên đây đủ các loại. Quả này sai chú, bên này mọc sang bên kia. Nhỏ lắm. Đấy. Đấy, cái này về làm thuốc mà. Quả cắt bớt cái thuốc. Này đi để cho nó, để cho cái này để cho nó. Đúng mọc rồi. Ra này. Nó ánh nắng vào. Ánh nắng nó vào nó mới xanh được. Đấy, được. Đấy, chưa phải lại. Tưởng cái này nó nửa tháng nữa thì nó xanh rồi. Ui, chết mẹ rồi. Đấy. Hôm nay cho tất cả ăn món nhái. Nhán gọi là món nhái mọi đấy, nhái ốc nướng mọi, nhái mọi. Đấy để bắt được cái món nhái này không phải đơn giản đâu. Khách đây nhá. Dạ. Cái nhái này là phải chờ đến một cuối đấy. Đấy đi cơ rồi ra. Các mẹ này phải chờ đến 1:30 sáng nhá, hôm nào phải rời sớm dấp vùng đùng. Thế ngủ ở đây xong bắt đầu mới mò ra. Đấy, 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 đấy hả? Mò ra xong bắt đầu là mới vồ, đi vồ. Đi vồ mà có hôm phải vồ phải rắn đấy. Đấy cái này xong chặt đầu lột ra. Ôi đồ chết rồi. Tí nướng ngon lắm hiểu không? Ăn nhái này, nhái nướng mọi, ốc nướng mọi. Rất đơn giản thôi. Thì coi như sao. Ở trong Nam có con thịt có chưa vồ con. Đi bắt lượn. Ui giời, vồ
rồi nhá, anh đốt mấy ngày mà vẫn khỏe chạy kinh hết này. Các em ơi, anh cần các em. Các em ơi, giúp vào. Có con này, con này to đây. Hình bác có công bắt ốc bắt nhái thì mình do cái bếp không xong nữa thì còn nói chuyện gì. Không mày quạt mạnh như gấm quạt. Quạt quạt thế mà đòi quạt. Mẹ múa nó nhiều lắm nha, quạt nó ngoáy. Quạt có thế chưa mẹ? Chúng mày. Hôm qua đâu không ngoáy mông thì làm sao mà rửa lên được. Cháu chả ăn máu gì. Cháu mà chắc chúng mày thì lấy được rồi. Mẹ à. Đấy ta làm này đúng không? Quạt nó phải nó thế qua này. Được. À, quạt thế này nó phải mẹ bánh đa tao nướng xong rồi bẻ nó gãy thế này có bố các mẹ làm gì thôi thì chính cho tranh thủ làm cái bánh đa nướng phải hay không nhỉ, anh hay nướng mọi đây này. Đây là nhái nướng mọi, ốc nướng mọi, ốc kia được bắt sống này. Ừ, tí nữa bắt suốt đêm này, bắt suốt đêm ngày này đấy. Còn trong nhà ông hốc hết không? Ướm con chẳng ăn cho nó đói. Ăn vừa đi nghiệp nặng đấy. Ăn vừa đi nghiệp nặng. 100 đứa ăn sướng đều kiểu đường cả 100 nhá, chả sót đứa nào. Ăn vừa đi chứ. Vậy là ăn hương hoa với vài tí nó mới thèm khát, lúc nào cũng phải ăn nó đói đói một tí thì nó mới thèm khát, ăn no chảy. Cái gì phải cho nó đói đói một tí. Kể cả con nhân tình phải cho nó ăn đói thì ăn no ăn đùng chết luôn. Con ăn nói đi chào mày ăn thằng khác. Cho nó đi cho nó nhẹ nhẹ nghiệp. Đấy rước ông các bài lên ăn xong cứ nằm ra kia đấy xong bây giờ đi nướng này mới đấy. Đấy chuyên nghiệp thế mà. Thấy chưa? Nghe được chưa? Đấy, hát kèm mà để cho nó đấy. Chín nhanh. Còn bánh đa. Ôi quê ta bánh đa, ơi quê ta bánh đa bánh đô. Các bạn đấy, đấy nướng thế hiểu. Thế muốn kêu múa thì đây. Múa múa, đây. Cho con. Cho mấy con ốc đồ về đây. Cái thằng này anh ngửi. Đây nó gọi là ốc nướng mọi. Nước ngoài thế này vẩy tí muối vào là ăn là rất ngon. Ngày xưa ấy. Cái đùi đó thế này, cái này như đùi ếch. Này, bẹ ăn luôn đi. Ăn như là thịt cầu cào á. Bây giờ ăn nhè mới bắt đầu ngon, tí nữa vào trong nhà lại không ngon. Đúng rồi. Ừ, thì ăn ăn mọi, uống mọi thì phải chảy thì ngon nữa. Đấy. Quả tiếp. Bỏ cái này ra. Em có ăn chả nhái rồi nhưng thường là cái chả nó băm ra, không ra mình không cảm nhận. Này như là cái ngon nhất. Bỏ ngay làm ăn, ăn luôn thì chỗ cho này. Làm tí không? Cứ ăn đi, tôi phục vụ các người chứ. Khó nướng xong rồi là sẽ chỉ còn vỏ đấy. Không, cứ ăn đi. Mấy khi ông ăn mấy ở nhà được, được hầu ông em sướng là ông ăn hóa chất đấy. Thế nào 20 năm nay các ông không thể rôn. Đúng không? Đấy ra đây ông ăn, ông kia bụng ui rồi, thơm lắm. Này, bụng nhất luôn. Ở đây là bụng run chứ không phải không? Ui rồi. Này chắc sơ hơn cân thịt. Ui rồi. Ngày mà bụng không có run mới là lạ. Nướng cái này mới là nướng cá chê mới lại cá quả. Đấy. Đấy, cứ cắm nướng. Nhưng anh cũng tài nhỉ, bắt mấy con ngoé này sao cái bẹn nó tương đối ổn đấy nhỉ. Bố bắt toàn chân dài giỏi lắm. Cái con nhỏ thì là con nhái, còn con này con chảo chuộc đấy nhá. Ăn chảo chuộc đấy, chứ chuộc không phải hoàng. Băng, chứ không phải là. Cái chân to này là chân chảo chuộc, còn chân nhỏ mới là chân nhái. Cháo chuột là ngon nhất, không con nào ngon là cháo chuột. Hôm nào ăn cóc không? Con cháu thì ở trong bộ đội cái gì ăn, cóc thì ăn càng nhiều. Thôi, cảm ơn cụ hôm nay cho thưởng thức một bữa mọi, mọi thì đầu đến cuối. Để có một cái bữa nhái hôm nay, thú thực là nhá, phải chờ hôm nào mà sấm chớp đùng đùng, tôi ở trong nhà ấy, mà ra rình bắt đến 4-5 giờ sáng, mấy chục con đấy. Ôm vồ phải rắn phải giết đấy, không phải đơn giản đâu, nhưng mà ăn thấy ngon đúng không? Ngọt, ngọt. Cá đây ngọt nước không? Uống một ớp rượu yêu nhau, uống một ớp rượu
không muốn cầm lấy, không muốn cầm lấy cho nhau bằng lòng. Rượu này rượu tinh, rượu tinh. Rượu này rượu tinh, rượu tinh. Uống vào cho đỏ, uống vào cho đỏ môi mình, môi ta. Rượu này tình nghề đôi ta. 2, 3, vô! 1, 2, 3, vô!